Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alibetina. Trong tập 43 phần 6 của Trung Châu, truyền đến ngày đám người tiêu viêm được đi vào tinh vực, Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử bay lên đỉnh tháp bầu trời La To. 10 người tốc luyện dược đan hồi chuẩn bị vào tinh vực. Hiện tại Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử đã cho linh hồn của mình hợp sức mở ra một cánh cửa trên bầu trời. Họ cũng dặn mọi người vào tinh vực sẽ có đại trưởng lão Khâu Lăng hướng dẫn. Chuyển sang tập 44 phần 6 của Trung Châu, Khâu Lăng đã xuất hiện trên bầu trời. Ông là người đưa mọi người tiêu viêm vào tinh giới. Có điều mọi người hãy làm theo hướng dẫn của ông. 9 người khác đều gật đầu đồng ý. Có mỗi thằng Mộ Cốt chưa trả lời, nên Khâu Lăng đã nhìn Mộ Cốt một cái, khiến Mộ Cốt đành gật đầu chấp nhận. Sau đó đám người đi vào tinh vực trên không gian. Vì vậy Huyền Lôi Tử đề nghị hai người Thiên Lôi Tử và Huyền Y hôm nay phải đề cao cảnh giác. Đương nhiên, Thiên Lôi Tử đã mời một số người đấu tôn đến đan tháp trợ giúp khi phát sinh sự cố cháy nhà. Trở lại chỗ đám người tiêu viêm đang đi theo Khâu Lăng đến chỗ dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mọi người đã đặt chân vào không gian do ba người Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử tạo ra nhốt dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu viêm đã thắc mắc ở đây có rất nhiều ánh sáng từ ngôi sao. Khâu Lăng đã giải thích, bên trong này các ngôi sao thế giới bên ngoài vẫn chiếu được vào chỗ này. Mọi người phải đi theo ông chỉ dẫn. Nếu đi lạc đụng vào các khe không gian khác chết tự chịu không được bắt đền đan tháp. Cuối cùng mọi người đã bay trong khe không gian bật đồ bảo hộ đấu khí di chuyển theo Khâu Lăng khỏi sức nóng đang phả vào ngay. Trải qua 10 phút sau, Khâu Lăng đã dẫn đoàn 10 người đã nhìn thấy một con rồng hình dạng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc này Tiêu Viêm đưa bàn tay có hình xăm con rồng long ấn của mình về hướng dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn đã cảm nhận được long ấn Tử Nghiên nói là thật. Hiện tại Khâu Lăng nói sơ qua về dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã được ăn thuốc phong ấn hôn mê ngủ say. Mọi người hãy hấp thu nó một cách nhẹ nhàng. Đừng có mà làm mạnh quá con rồng dị hỏa thức dậy là không ổn. Phát đầu tiên dành cho Tiêu Viêm quán quân thử sức với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Do đó Tiêu Viêm đi từ từ đến chỗ con rồng siêu to khổng lồ dị hỏa kiểm tra. Hắn đã được Khâu Lăng nhắc nhở sờ vào miếng vảy trên đầu con rồng chưa bị lửa bao phủ xung quanh. Và dùng linh hồn của mình xâm nhập vào xem. Tiêu Viêm đã theo sự hướng dẫn của Khâu Lăng dùng tay sờ vào vảy rồng trên đầu. Hắn đã phát hiện ra đây chính là miếng vảy có rất nhiều ký hiệu màu đen chẳng chịt tạo ra phong ấn. Vì vậy linh hồn Tiêu Viêm đã nhìn thấy bản thể dị hỏa Bất Lạc Tông Viêm là một con rồng bé. Tiêu Viêm dùng linh hồn mình dù rõ con rồng có đồng ý đi theo hắn không. Nhưng con rồng đã mở mắt nói tiếng người với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trò chuyện với con rồng con là hắn sẽ giải cứu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra bên ngoài. Nên con rồng đã đồng ý với Tiêu Viêm hãy cút khỏi cuộc đời của nó. Con rồng đã tấn công linh hồn của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã cho linh hồn quay về cơ thể mình lùi lại vài bước. Sau đó Tiêu Viêm tuyên bố đã thất bại mất một tia linh hồn trước dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc này Khâu Lăng đã cho mọi người lần lượt đi lên hấp thu dị hỏa xem được không. Tuy nhiên Khâu Lăng thấy tên Mộ Cốt đi lên. Ông nhìn Mộ Cốt nhấn mạnh đừng có mà giở trò trước mặt. Mộ Cốt cũng đáp trả ý kiến của Khâu Lăng. Hắn mà lấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại tốt cho đan tháp. Và Mộ Cốt được đi thăm dò Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng thất bại. Trải qua một thời gian người khác lên xem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đều thất bại hết. Khâu Lăng đề nghị mọi người hãy quay trở về. Tên Mộ Cốt vừa cười ra tay phá phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng đã đánh một chưởng vào Mộ Cốt. Mộ Cốt đã di chuyển nhanh quá đánh vào đầu chỗ phong ấn của dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Điều này đã làm con rồng dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã mở mắt tỉnh lại. Khâu Lăng đã lao lên đánh nhau với Mộ Cốt. Ông cũng đề nghị bốn người Tiêu Viêm mau bóp nát miếng ngọc truyền tin cho ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử, Huyền Y báo tin nhanh lên. Tiêu Viêm Tào Dĩnh vừa cầm miếng ngọc định bóp nát. Hai người hồn điện trong 10 người vào tinh vực đã bắn một số phi tiêu vào Tiêu Viêm Tào Dĩnh, khiến miếng ngọc của Tào Dĩnh đã bị văng. Còn Tiêu Viêm dùng tay bắt một số phi tiêu, tay bên kia bóp nát được miếng ngọc. Đương nhiên đám người hồn điện không sợ Tiêu Viêm đã truyền tin thành công ra bên ngoài. Vì ba người Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử đang phải giữ phong ấn tinh vực bên ngoài. Lúc này Tiêu Viêm quyết định Tào Dĩnh Tống Thanh không nên làm gì hết. Hãy đợi người đan tháp vào giải quyết. Trở lại với dị hỏa Tam Thiên, Diễm Viêm Hỏa đã cho lửa màu đen của mình ngưng tụ thành hình bông sen chảy vào những ký hiệu phong ấn. Khiến các ký hiệu phong ấn đang từ từ mờ nhạt. Cuối cùng con rồng dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã phá thành công phong ấn tạo ra tác động trong khe không gian. Điều này đã làm hai người Mộ Cốt và Khâu Lăng phải dừng tay quan sát. Khâu Lăng nhìn khá tức, còn Mộ Cốt đang chúc mừng con rồng dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã ra ngoài. Dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nói chuyện với Mộ Cốt,
đợi hắn đi chơi khắp đại lục chán chê đã, sau đó mới về hồn điện thực hiện lời hứa theo ước định. Nói chung là dị hỏa tam thiên diễm hỏa đã từ chối hợp tác với mộ cốt, khi mộ cốt đã giúp nó phá phong ấn. Hiện tại Khâu Lăng đã ra hiệu đám người tiểu viêm rút lui sang một bên, để cho mộ cốt và tam thiên diễm hỏa bên nhau. Chuyển đến chỗ mộ cốt đã bị con rồng tam thiên diễm hỏa dùng đuôi vụt vào người, mộ cốt đã lùi lại về phía sau né. Đồng thời hắn bóc nát một miếng ngọc của viện binh hồn điện, nên ba người có bậc đấu tôn của hồn điện từ không gian đã đi ra. Ba tên đấu tôn đã chử mộ cốt, mày làm việc lâu quá, bắt ba người bọn tao bên ngoài đợi mỏi cả chân giờ mới phát tín hiệu. Dĩ nhiên mộ cốt cũng cho biết người đàn tháp khó xử lý lắm chứ bộ. Sau đó bốn người mộ cốt quyết định bắt lấy căn nguyên chi hỏa là hoàn thành nhiệm vụ của điện chủ hồn giật sinh yêu cầu. Bốn người mộ cốt đã kết trận vạn hồn linh trận ngăn con rồng dị hỏa hấp thu được tinh không chi lực bổ sung năng lượng, nên hồn thôn linh trận đã tạo ra một đám mây màu đen bao xung quanh con rồng dị hỏa. Con rồng dị hỏa đã tự mồm phun ra lửa để phá hủy, nhưng mộ cốt cùng ba tên đấu tôn đã sử dụng vạn hồn thiên tỏa. Họ đã sử dụng hơn vài trăm chiếc xích bắt chó tạo thành một tấm lưới chụp lấy con rồng dị hỏa. Con rồng đã giãy để thoát khỏi lưới xích nạn săn trộm trái phép của hồn điện, thì bốn người mộ cốt sử dụng chiêu phệ hồn. Từ trên người bốn tên hồn điện đã mang rất nhiều linh hồn lao vào con rồng dị hỏa, làm cho con rồng dị hỏa đang đuối sức dần dần. Tuy nhiên con rồng dị hỏa hiểu mình đang mất sức, nó đã phun một ngọn lửa cao hơn 100m đốt cháy toàn bộ linh hồn màu đen đang bao xung quanh. Vì vậy bốn người mộ cốt không ngờ con rồng dị hỏa lại mạnh vậy. Họ đã sử dụng chiêu bản mệnh hồn tỏa. Từ trên bốn người hồn điện đã phun ra bốn chiếc xích to khổng lồ. Điều này khiến Khâu Lăng không ngờ bốn người hồn điện dám sử dụng chiêu cuối mạnh nhất của họ là bản mệnh hồn tỏa. Tiêu Viêm chưa hiểu bản mệnh hồn tỏa là gì, Khâu Lăng cũng giải thích. Bản mệnh hồn tỏa chính là sử dụng năng lượng linh hồn có liên quan. Chỉ cần bản mệnh hồn tỏa bị thương, bốn tên đấu tôn hồn điện cũng bị thương. Trở lại cho bốn tên hồn điện đã cho bốn chiếc xích to của mình trói chặt con rồng dị hỏa thành công. Lúc này mộ cốt nói chuyện với ba tên hồn điện đấu tôn, ba người hãy giữ con rồng dị hỏa một lúc, hắn sẽ đi lấy lửa căn nguyên của tam thiên diễm hỏa. Nên ba tên hồn điện cũng đồng ý với mộ cốt, nhưng mộ cốt hãy làm nhanh lên, họ sẽ không trụ được lâu. Sau đó mộ cốt đã dùng dị hỏa hải tâm diễm của mình đánh một lỗ trên đầu con rồng dị hỏa. Hắn đã phát hiện lửa căn nguyên của tam thiên diễm hỏa là một con rồng bé. Có điều con rồng bé đã lao thẳng vào người mộ cốt, khiến mộ cốt phật vào mồm trên. Tiêu Viêm thấy con rồng bé màu đen gần chỗ mình mừng như vớ được tiền. Có điều Thanh Hòa đã lao đến bắt con rồng con. Một tên hồn điện đấu tôn đã cho 10 chiếc xích chặn Thanh Hòa lại. Còn hai người hồn điện đấu tôn khác hãy chia nhau ra bắt con rồng nhỏ đi. Do đó Thanh Hòa đã phải combat với một tên hồn điện, làm cho hai tên hồn điện khác đã đánh một trưởng với bắt con rồng con khoảng 1m. Con rồng nhỏ đã dùng đuôi có lửa màu đen của mình đánh vào một tên hồn điện. Tên hồn điện đã tạo ra một chiếc xích con rắn đen khổng lồ chống đỡ, khiến tên hồn điện và con rồng con đã hòa nhau. Nhưng con rồng con lao vào tấn công tên hồn điện tiếp. Tên hồn điện đã đánh một chưởng vào con rồng con. Kết quả tên hồn điện đã phật máu mồm trên. Còn ngọn lửa màu đen của con rồng con đã mờ nhạt. Vì vậy tên hồn điện đã sai tên hồn điện còn lại mau bắt con rồng con đi. Tên hồn điện đã dùng linh hồn của mình đánh vào con rồng con tam thiên diễm hỏa. Con rồng con di hỏa đã yếu đi rất nhiều. Lúc này Tào Dính vẫn chưa thấy viện binh của đan tháp đâu. Không lẽ để hồn điện bế thành công dị hỏa tam thiên diễm hỏa mang đi? Khâu Lăng cũng giải thích với Tào Dính bên trong tinh vực không chịu được nhiều đấu tôn, tinh vực bị quá tải sẽ vỡ làm nổ cả đan tháp. Nhưng khả năng ba người Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử đã giúp tinh vực không sụp đổ, nên một lúc nữa viện binh của đan tháp mới đến được. Em gái đan thần nghe vậy không biết giờ phải làm sao. Còn Tiêu Viêm đề nghị Khâu Lăng hãy đánh nhau với hai tên hồn điện đang bị thương. Một tên hồn điện đấu tôn ba sao Tiêu Viêm hắn xử lý. Tiêu Viêm đã vác thiên đầu khôi của mình ra. Khâu Lăng đã đồng ý Tiêu Viêm hãy cầm chân một tên hồn điện đấu tôn ba sao. Ông sẽ xử lý hai tên đấu tôn đang bị thương. Cảm ơn anh em đã xem hết video.